Đó, bây giờ mình sẽ khui tiếp và kiểm tra tiếp một cái máy khoan từ Euroboy Eco 50S thứ hai ha. Đó. Thì mà cũng giống như máy đầu tiên thôi, có đầy đủ phụ kiện hết đây. Căng tay bảo hộ, nút bịt tay. Đó. Bình nước làm mát. Cái tấm che phôi an toàn. Cái kính bảo hộ. Dây đai an toàn và cái khóa những cái nút lục giác ha. Rồi. Đầu cặp giao cắt MT3. Đó, sticker, tôi lấy ra luôn đi. Để nó chi đó. Cái hộp lục giác nè, pin tâm trong đó, đó ha, nhà thô con. Đó. Bỏ đó thì nó không đóng được cái hộp, nó mới bỏ ngoài. Đó, máy chính đây. Hướng dẫn sử dụng nè, manual nè, dưới nè ha. Vẫn là model là Eco 50S ha, nhưng mà khác số series lúc nãy thôi. Đó, bạn thấy đây có hai máy luôn thấy không? Rồi test ra, em máy ra đi test. Đó là 30123, bây giờ là 30217 nè ha. Đó, và trên máy trên đế từ nó cũng có luôn này. Không 17. Đó, bây giờ lắp ráp luôn ha, test luôn, thử luôn cho trước khi mà giao cho khách ha. Khoan từ hai chức năng 1250W ha, quét lỗ nhanh là từ 12 đến 50 mm, khoan sóng từ 3 ly tới 23, con đục chính là MT3, hành trình đục chính là 170 mm, hai cấp số cơ điều chỉnh tốc độ cơ ha, nên rất độ bền, nó sẽ cái ok hơn những cái dòng mà xài tốc độ điều chỉnh bằng ba mạch ha, dễ hư bo hơn. Thì đa phần những cái dòng mà có tốc độ điều chỉnh bằng qua ba mạch á thì nó có thêm chức năng taro luôn. Đó. Thì bây giờ mà máy này mình sẽ không gắn làm mát đâu ha, mình sẽ chỉ gắn cái ấy thôi. Gắn đầu kẹp giao cắt vào thì để mà quan test cho anh em xem thôi ha. Chứ còn về chức năng làm mát thì nó cũng tương tự máy kia. Hai máy luôn ha. Này mình test xong rồi tí nữa mình sẽ giao cho khách hàng luôn. Này giao ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nó bể một cái. Máy còn mới, rất là mới nên là rất là bót ha, khó chỉnh tốc độ. Rồi. Vẫn là khoan cái sắt vô đây đi. Đó, đâu có bể đâu sợ. Bây giờ vẫn là khoan tiếp tục cái phi 22 ha. Tính sắt dày 12 ly. Rồi xịt nước làm mát vô đây để cháy mũi ạ. À. Trước khi chúng ta lấy.
Đó. Máy phân từ Eco 50S, còn gọi là phân từ 50 ly ha. Bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc ha. Đó, các coi. Rất là nhanh. Sử dụng dòng máy này chúng ta sẽ sử dụng để gia công trên lỗ trên bản mã thép tấm chầm phát cánh dầm rồi đó. Rất là ok ha. Rất là nhanh. Nhanh hơn rất nhiều với sử dụng máy phân cần hoặc là những cái dòng máy phân bàn rồi ha. Cái nhược điểm của nó là sử dụng nó chỉ là sử dụng động cơ rô to chở than ha, nên cái độ bền thì nó không bằng những dòng loại sử dụng như máy phân cần ha. Nhưng mà được cái là nó cơ động và cái điện áp sử dụng 220V 1A nên là rất là thông dụng và dễ vận hành. Đó, cái này là nó công nhân nữ vẫn là vận hành được ha. Rất là nhanh, gắt lỗ rất là nhanh, không cần phân mồi. Còn đối với những dòng máy khác thì chúng ta phải như phân bàn, phân cầm tay chúng ta phải phân mồi ha, mồi nhiều công đoạn rất là lâu. Và cái đặc biệt cái ưu điểm thứ hai là giá thành của máy này rất là rẻ luôn. Đó, tầm khoảng 20-30 triệu là chúng ta cũng có lỗ phân máy phân được phi 50 ha, 50-55 bình thường. Còn đối với những cái máy mà phân bàn hoặc là phân cần đi là phân lỗ phi 50 á thì chúng ta phải bỏ ra tới hàng trăm triệu, thậm chí là bây giờ nếu mà máy mà mới của Đài Loan mà phân cần á, phi 50 thì tầm khoảng 300-400 triệu á, rất là mắc, đầu tư rất mắc luôn ha. Đó, còn đối với chúng ta chỉ bỏ ra khoảng tầm khoảng 20-30 triệu là chúng ta được có máy phân 50mm rồi, rất là cơ động và rất là nhanh luôn. Đó thì mình đã phân tích những cái điểm thuận lợi cũng như là cái điểm ưu điểm của cái dòng máy này ha. Đó thì anh em thì có nhu cầu thì cân nhắc mua. Xem hàng thực tế thì liên hệ hotline 0975 157412 của Mr. Xuyên ha. Đó. Thì nãy mình có nói thì thay đổi tốc độ thì nó có hai cái chấm đây nè, một chấm nè, hai chấm nè. Thì tương ứng với tốc độ một chấm thì tốc độ nhanh á, thì tốc độ chậm sẽ là tốc độ chậm, tốc độ nhanh ha sẽ là khoan được cái mũi từ phi 20, tốc độ 1 chấm á, là tốc độ chậm ha, thì sẽ khoan những thích hợp những đường kính lỗ là từ 27-50mm và 2 chấm á, là tốc độ nhanh, đối những đường kính nhỏ là từ 12-26mm nè. Đó, chúng ta sử dụng ở cái mục số 2 ha hợp lý hơn, vì tốc độ mũi nhỏ thì chúng ta tốc độ nhanh sẽ hạn chế gãy mũi hơn ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video tiếp theo ha. Đó, hai máy luôn.